À, xin chào các em. À, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau à, ôn tập à, tổng kết lại toàn bộ cái chương 2. Đó là cái chương nhiệt học. À, thì à, cái bài 29 hôm nay chính là việc chúng ta sẽ đi ôn tập toàn bộ chương này. À, toàn bộ chương nhiệt học nó cũng chính là những cái gì đó mà trọng tâm nhất trong cái học à, kỳ 2 của cái chương trình vật lý lớp 8. <laughs> Thế thì cũng à, tương tự như những các bài ôn tập thôi. Thì trong cái bài ôn tập này thường chúng ta sẽ có mấy cái phần phần thứ nhất là chúng ta ôn tập lại các cái kiến thức về lý thuyết cũng như là là là, là bài tập sau đó thì chúng ta sẽ gì ạ sẽ, sẽ uh, vận dụng để trả lời các câu hỏi ôn tập cũng như là bài tập à, nào thế thì phần thứ nhất chúng ta cùng nhau đi ôn tập lại xem có những cái nội dung trọng tâm nào của toàn bộ chương nhiệt học này thế thì uh, phần thứ nhất là phần A là ôn tập có các cái nội dung các cái uh, câu hỏi mà giúp chúng ta cùng nhau ôn lại kiến thức trọng tâm như sau Câu 1 là các chất được cấu tạo như thế nào Thế thì cái câu này là là, là Nó chính là cái bài đầu tiên của cái trường này nó Nói về xem nào Vậy thì các chất được cấu tạo như nào Thì chúng ta đã đi đến kết luận là gì ạ Các chất được cấu tạo từ các nguyên tử Phân tử Và các nguyên tử phân tử này thì gì ạ Chuyển động không ngừng Thứ hai nó là gì ạ Giữa chúng thì có gì ạ Có khoảng cách À, thì các em lưu ý thầy đấy chính là để nói về 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 cấu tạo của các chất các chất à, các chất được cấu tạo từ các nguyên tử phân tử chúng gì ạ luôn chuyển động không ngừng và giữa chúng thì có khoảng cách à, cái câu hỏi thứ hai ấy, để ôn tập lại thì câu hỏi này là gì ạ nêu hai đặc điểm của nguyên tử và phân tử cấu tạo nên các chất đã được học trong chương này thì thực ra thì cái 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 câu thứ nhất lên là ta đã nói đến hai cái đặc điểm đấy rồi ở đây ta nhắc lại thôi em nhé hai đặc điểm của nguyên tử phân tử đó là gì ạ chuyển động không ngừng và gì nhỉ giữa chúng có khoảng cách cái này câu số 1 chúng ta đã nói tới rồi à. cái uh, câu hỏi thứ ba để ôn tập lại là giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các nguyên tử phân tử cấu tạo lên vật thì có mối quan hệ như thế nào giữa nhiệt độ và chuyển động thì cái này chúng ta đã nói rồi nhá chuyển động đấy cái chuyển động hỗn độn ấy chuyển động không ngừng ấy của các phân tử, nguyên tử thì ta gọi cái đấy là chuyển động nhiệt. À, vì thế nên là nhiệt độ của vật càng cao ấy thì nguyên tử, phân tử cấu tạo lên vật chuyển động càng gì ạ? Càng nhanh càng mạnh. em nên cái chuyển động này được gọi là gì ạ? Chuyển động nhiệt. Lưu ý cho được rồi. Này. Đấy là cái à, ôn tập câu hỏi số 3 nói về quan hệ giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các nguyên tử phân tử cái câu hỏi số 4 để ôn tập thì nói về nhiệt năng, nhiệt năng của một vật là gì? khi nhiệt độ của một vật tăng thì nhiệt năng tăng hay giảm và tại sao? Thì câu này rất là rõ ràng hỏi về nhiệt năng thì em nhớ lại cho thầy là nhiệt năng là gì ạ? nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các nguyên tử phân tử cấu tạo nên vật em nhớ nhé, tổng nhá, tổng động năng chuyển động, à. cái đấy là cái thứ nhất và cái thứ hai là chính cái câu vừa nãy ta đã nói rồi đó là gì ạ cái nhiệt độ thì nó quyết định là cái chuyển động của các nguyên tử phân tử là nhanh hay chậm và vì vậy nhiệt năng này sẽ phụ thuộc trực tiếp vào gì ạ nhiệt năng phụ thuộc trực tiếp vào nhiệt độ à. khi nhiệt độ của vật tăng thì nhiệt năng sẽ làm sao nhiệt năng của vật cũng tăng vì khi nhiệt độ của vật tăng các nguyên tử phân tử cấu tạo lên vật chuyển động nhanh hơn nên động năng của nó là gì ạ là tăng động năng của nó lớn hơn và vì vậy nhiệt năng là gì ạ? Là tăng, nhiệt năng là lớn hơn. Đấy là câu hỏi số 4. Ôn lại về nhiệt năng này. Mối quan hệ giữa nhiệt năng và gì? Nhiệt độ. Câu hỏi số 5 là có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng? Tìm một ví dụ cho mỗi cách. Thì cái này thì tìm ví dụ được nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta ghi nhớ thầy là có hai cách để làm thay đổi nhiệt năng nhá. Hai cách cách thứ nhất là truyền nhiệt và cách thứ hai là thực hiện công chúng ta có thể ví dụ về truyền nhiệt là ví dụ chúng ta gì ạ chúng ta đun nóng một cốc nước một ấm nước thì nước nó sẽ nóng lên hoặc là ta có thể nói là ta để một cái cốc nước nóng cạnh một cốc nước gì ạ nước lạnh thì là cái nhiệt nó sẽ truyền sang cốc nước lạnh làm cho nhiệt năng của cốc nước lạnh gì ạ tăng lên cốc nước lạnh sẽ nóng hơn Thế đấy là truyền nhiệt truyền nhiệt đun nóng nước đấy là truyền nhiệt nhưng thực hiện công thì thế nào thực hiện công thì các em có thể lấy một cái ví dụ rất điển hình là chúng ta mài cái cái một cái miếng sắt nhá một miếng sắt vào hòn đá mài thì chúng ta sẽ mài một hồi thì chúng ta sờ cái miếng sắt và kể cả hòn đá mài chúng ta đều thấy rằng hai vật này là gì ạ nóng lên tức là nhiệt năng đã gì ạ tăng đấy thay đổi nhiệt năng tiếp theo cái câu hỏi ôn tập số 6 đó là chọn các ký hiệu dưới đây cho chỗ chống thích hợp của bảng 29.1 Dấu sao nếu là cách truyền nhiệt chủ yếu của chất tương ứng Dấu cộng nếu là cách truyền nhiệt không chủ yếu của chất tương ứng Và dấu trừ nếu không phải là cách truyền nhiệt của chất tương ứng Như vậy là sao tức là truyền nhiệt tương ứng này, chủ yếu này Dấu cộng thì có truyền nhiệt nhưng không phải chủ yếu Còn dấu trừ là không phải là cách truyền nhiệt thì Chứ chúng ta có các bảng là gồm có gì? Gồm có dẫn nhiệt, này, đối lưu, bức xạ nhiệt Đấy là các cái cách thức truyền nhiệt còn các cái chất của chúng ta có những chất gì? Chất là gì ạ? Rắn, lỏng, khí và gì ạ? Chân không à. Thế thì lúc này chúng ta sẽ thấy ngay được là gì ạ? Là chúng ta ghi nhớ lại cho thầy là chất rắn thì là truyền nhiệt chủ yếu bằng gì ạ? Bằng dẫn nhiệt Đúng chưa? Truyền nhiệt chủ yếu bằng dẫn nhiệt Thế còn sẽ không có gì ạ? Không có à, Nếu mà giữa chất rắn với nhau thì sẽ không có gì ạ? Đối lưu với bức xạ Thế còn chất lỏng và chất khí thì truyền nhiệt chủ yếu bằng đối Đối lưu có dẫn nhiệt nhưng mà rất không phải chủ yếu. À. Thế còn chân không thì truyền uh, nhiệt chủ yếu bằng bức xạ nhiệt là đương nhiên không thể dẫn nhiệt cũng không thể đối lưu được. Chân không không có gì cả. Vì vậy chúng ta thấy ngay được chúng ta sẽ chọn được ngay là gì ạ? rắn thì chúng ta thấy là truyền nhiệt chủ yếu bằng gì ạ? dẫn nhiệt và đối lưu và bức xạ nhiệt thì không không xảy ra. Thế còn lỏng thì chúng ta thấy là truyền nhiệt chủ yếu bằng gì ạ? đối lưu lỏng và khí. Dẫn nhiệt có nhưng mà không phải chủ yếu nhá. À đối với chất lỏng thì cũng có thể là gì ạ à, xảy ra bức xạ nhiệt thế còn chân không trong chất khí thì các em chú ý là cả đối lưu bức xạ nhiệt nhá đều có thể xem là gì ạ là chủ yếu thế còn chân không thì rõ ràng là chỉ có mỗi gì đó bức xạ nhiệt thôi thế còn dẫn nhiệt và đối lưu thì đều không xảy ra được à, thì đấy là cái cái bảng để chúng ta ôn lại cái tính chất dẫn nhiệt đúng không? cách uh, cách truyền nhiệt như nào trong từng cái chất thì Cách nào là truyền nhiệt là chủ yếu là không chủ yếu và là không thể xảy ra Câu ôn tập số 7 này Nhiệt lượng là gì? Tại sao đơn vị của nhiệt lượng lại là rút? À, nhiệt lượng đương nhiên là năng lượng Và vì năng lượng nó mới có đơn vị là gì? Là rút Nên các em chú ý nhá Nhiệt lượng là phần nhiệt năng Phần năng lượng đấy Mà vật nhận được hay là mất bớt đi Vật nó sẽ trao đổi cái phần nhiệt lượng mà đem cái phần nhiệt năng mà đem đi trao đổi ta gọi là nhiệt lượng à, nên là nó chính là cái phần nhiệt năng mà vật nhận được hay là mất bớt đi và đương nhiên đơn vị của nhiệt lượng nó phải là đơn vị của gì ạ của nhiệt năng đơn vị của năng lượng nên nó đơn vị là joule vì nhiệt lượng mang đơn vị của nhiệt năng mà nhiệt năng là tổng động năng chuyển động của các nguyên tử phân tử cấu tạo nên vật đấy chính là đơn vị của năng lượng à, nha à, thì chú ý thầy đơn vị của nhiệt lượng chính là đơn vị của gì ạ? năng lượng rồi câu hỏi ôn tập số 8 Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200 run trên kg à, Nhân ca Thì điều đó có nghĩa là gì? Thì các em lưu ý thầy là 4200 run trên kg nhân ca thường mà ta mà, mà viết chính xác nữa ta phải cho hai cái này vào trong mặt đó, Tức là cả kg và ca là ở dưới mẫu Thì chúng ta sẽ có ngay được là gì ạ? Ý nghĩa của nó chính là gì ạ? Để cho 1 kg nước Các em nhé một kg nước mà tăng thêm một độ Thì cần phải có một cái nhiệt lượng là bằng 4.200V Đó, à, à, nên là ý nghĩa của nó các em nhớ này Có nghĩa là nhiệt lượng cần cung cấp để một kg nước tăng lên một độ là 4 200 Đấy chính là nhiệt dung riêng của nước em thấy là nhiệt dung riêng của nước là rất dạ, rất lớn 4 200 Trong đó kim loại thì chỉ khoảng vài trăm dung thôi các em ạ kim loại chỉ vài trong Jun thôi Nào Câu hỏi ôn tập số 9 nào viết công thức tính nhiệt lượng Và nêu tên đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức này Thế thì công thức tính nhiệt lượng thì các em nhớ lại cho thầy là gì ạ Chúng ta có công thức là Q bằng M C delta T Cụ thể là gì ạ M đây là khối lượng của vật Đơn vị sẽ là kg C là nhiệt dung riêng của vật Đơn vị là Jun trên kg k và delta đây là độ tăng nhiệt độ của vật đơn vị là k nhưng mà thực ra độ tăng nhiệt độ thì cũng có thể đơn vị là độ c đều được tại vì độ tăng nhiệt độ là một độ k cũng chính là độ tăng nhiệt độ là một độ c cái anh này là giống nhau à, cái này các em phải rất lưu ý với thầy là nếu nói nhiệt độ mà độ k và độ c thì khác nhau nhưng mà độ tăng nhiệt độ thì độ c và độ k là giống nhau rồi Đấy là câu hỏi ôn tập số 9 Câu hỏi ôn tập số 10 Yêu cầu là gì ạ? Phát biểu nguyên lý truyền nhiệt Nội dung nào của nguyên lý này Thể hiện sự bảo toàn năng lượng Thế thì nguyên lý truyền nhiệt à, Chúng ta nhớ cho thầy rằng là gì ạ? Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn Sang vật có nhiệt độ gì ạ? Thấp hơn nhá, Sang vật có nhiệt độ nhỏ hơn Đấy, Đầu tiên là phải khẳng định như thế đã Nhiệt nó phải truyền từ vật có nhiệt độ cao Sang vật có nhiệt độ thấp được chưa Và sự truyền nhiệt xảy ra cho đến khi nào nhỉ Khi nhiệt độ của hai vật cân bằng nhau Nhiệt độ của hai vật bằng nhau Thì cái quá trình truyền nhiệt sẽ ngừng lại Đấy, đấy là cái ý rất là quan trọng Về nguyên lý truyền nhiệt Cái ý thứ hai này Đó là nhiệt lượng vật này tỏa ra Anh này khi mà hai anh truyền nhiệt với nhau Thì anh này tỏa ra bao nhiêu nhiệt thì sẽ bằng cái nhiệt lượng mà anh kia gì ạ? thu vào là bấy nhiêu ở đây ta có nói rằng là nhiệt lượng vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng vật kia thu vào Tức là gì ạ? Đây chính là cái nội dung bảo toàn năng lượng Năng lượng không tự sinh ra được Không tự mất đi Nó chỉ chuyển từ vật này sang vật kia thôi Anh này tỏa ra bao nhiêu? Thì đúng bằng kẽ phần anh kia thu vào thôi Đấy. Nên các em lưu ý với thầy là Cái nội dung của cái nguyên lý này thể hiện sự bảo toàn năng lượng chính là cái ý thứ hai Là nhiệt lượng vật này tỏa ra bằng bao nhiêu thì chính là bằng cái nhiệt lượng vật kia thu vào Hiểu nhá đấy là nguyên lý truyền nhiệt ta có thể tách nhỏ thành ba ý nhưng mà thực ra thì cũng có thể tách thành hai thôi tách thành ba ý là đầu tiên là khẳng định là nhiệt sẽ truyền từ vật nào sang vật nào thứ hai là nhiệt truyền đến khi nào thì dừng lại và thứ ba là đảm bảo là gì ạ yêu cầu là bảo toàn năng lượng à. câu hỏi ôn tập số 11 về năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu thì câu hỏi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là gì? Nói năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27 x 10 mũ 6 run trên kg thì có nghĩa là gì? Thì các em, cô nếu quên cái đầu thì nhìn vào cái sau là thấy rất rõ nhá 27 x 10 mũ 6 run trên kg có nghĩa là 1 kg than đá khi đốt cháy hoàn toàn thì tỏa ra nhiệt lượng là 27 x 10 mũ 6 run. Em nói chưa ạ? Nên là năng suất tỏa nhiệt là gì? Thì chúng ta cũng có thể dựa trên cái đơn vị đấy Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1kg nhiên liệu Các em chú ý thầy cái chữ đốt cháy hoàn toàn Nếu mà thiếu cái chữ hoàn toàn là sẽ gì ạ? Sẽ bị sai không? Yeah. Vì vậy nên là cái nói năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27 x 10 mũ 6 run trên kg ca Thì thầy nhắc lại này Có nghĩa là khi đốt cháy hoàn toàn 1kg than đá thì nhiệt lượng tỏa ra là 27 triệu Jun hay là 27 x 10 mũ 6 Jun. À, đấy là năng suất tỏa nhiệt của than đá. Câu hỏi ôn tập số 12 là tìm một ví dụ cho mỗi hiện tượng sau đây. Thứ nhất là truyền cơ năng từ vật này sang vật khác. Thứ hai là truyền nhiệt năng từ vật này sang vật khác. Thứ ba là cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng và thứ tư là nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng. Thì cái này các em có thể rất là linh hoạt và sáng tạo thôi các Em lấy ví dụ thỏa thích Ở đây thì thầy có thể đơn cử một loại ví dụ như này Thứ nhất là truyền cơ năng từ vật này sang vật khác à, Thì các em có thể thấy là Ví dụ như là chúng ta Cái okay, ví dụ rất là điển hình, rất rõ là bắn cung chả đúng không? Thì chúng ta kéo căng dây cung ra Và ta nắp, nắp cái mũi tên vào khi chúng ta buông dây cung ra Thì cơ năng của dây cung này đã chuyển hóa thành gì ạ? Cơ năng cho gì ạ? Cho cái mũi tên Đẩy cái mũi tên đi Đúng không? hay là chúng ta sút quả bóng thôi, đá quả bóng. Thì chúng ta dùng chân chúng ta đá quả bóng một cái thì đấy chính là gì ạ? Cơ năng của chân đã chuyển hóa thành cơ năng của quả bóng. Đúng không để gì ạ? Để quả bóng bay đi. Vân vân rất nhiều các em nhá. Thế còn cái thứ hai là truyền nhiệt năng từ vật này sang vật khác thì chúng ta mới lấy ví dụ rồi. Chúng ta để một cái vật nóng cạnh một vật gì ạ? Lạnh thì nhiệt năng sẽ truyền từ vật nóng sang vật lạnh cái điều này rất là nhiều à, chúng ta à, có thể là để một cái vật nóng thì rất là nhiều cái trường hợp vật nóng xảy ra đúng không ví dụ chúng ta có cốc nước nóng này à, hay là một cái mua một cái thìa nóng chẳng hạn thôi đơn giản là ví dụ chúng ta có một cái thìa đang rất nóng chúng ta nhúng vào cốc nước cái thì nhiệt năng từ cái thìa này sẽ gì ạ truyền sang cốc nước vân à, vân rất là nhiều nhá cái thứ ba là cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng Ừ, thì cái này các em có thể quay lại cái ví dụ lúc đầu thầy nói là ví dụ gì ạ là chúng ta mài cái thanh thép đúng không xuống vào viên đá thì lúc này là cơ năng mà chúng ta mài đó công ấy đã chuyển hóa thành gì ạ nhiệt năng làm cho cái thanh thép này nóng lên làm cho cái viên đá gì ạ mài nóng lên và trong nhiều các trong hầu hết các động cơ thì khi mà chuyển động thì thường là có một cái đặc trưng gọi là ma sát ấy, giữa các cái vật với nhau và cái cơ năng nó sẽ chuyển hóa thành nhiệt năng trong cái quá trình đấy nên các em có thể lấy ví dụ rất là nhiều rất là nhiều cái cái quá trình đấy à. thứ tư là nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng à, thế thì nếu mà nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng thì cái ví dụ nó sẽ hơi ít một chút thì chủ yếu nó sẽ tập trung vào một cái tức là đó là động cơ động cơ nhiệt ví dụ động cơ xe máy động cơ ô tô thì đấy chính là nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng nhiệt năng ở đấy chính là do gì ạ đốt cháy gì ạ xăng dầu hỗn hợp đúng không ạ để tạo thành gì ạ? thành uh, để cho cái động cơ này chuyển hóa thành công sinh ra công cơ học chính là cơ năng đấy để giúp cho xe có thể chạy được à, thì các em có thể lấy ví dụ rất sáng tạo như vậy nha.